Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người tại kênh của Mr. Zero. Những bàn thắng đi vào lịch sử bóng đá. Trong lịch sử bóng đá thế giới không chỉ có những trận cầu hay, những bàn thắng đẹp nhất lịch sử bóng đá thế giới, những cầu thủ tài năng mà còn có những bàn thắng sự kiện gây sốc. Bàn thắng là thứ gia vị không thể thiếu trong một trận bóng đá. Bên cạnh những pha lập công gây tranh cãi, vẫn có những bàn thắng cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến cục diện của trận đấu hoặc làm thay đổi lịch sử. Để hiểu rõ hơn về bóng đá thế giới, chúng ta hãy cùng Mr. Zero khám phá những bàn thắng gây choáng váng cho người hâm mộ làng túc cầu. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho kênh của Mr. Zero nào. Tạm biệt! Bóng đá là một trong những trò chơi hấp dẫn nhất mà con người từng tạo ra. Ở đó người ta thấy được sự đoàn kết, sự mạnh mẽ của một tập thể, nhưng cũng không thiếu những cá nhân kiệt xuất. Người ta thấy được những pha làm xiếc với trái bóng khiến người xem trầm trồ không ngớt, cũng như là không thiếu những pha tắt bóng lận người nhằm triệt hạ đối phương. Người ta thấy được những bàn thắng thuộc hàng kinh điển mà người xem phải nhớ mãi, nhưng vẫn còn đó những bàn thắng khôi hài đến mức khó tin. Tất cả những yếu tố đó góp phần làm nên màu sắc và những cảm xúc bất tận dành cho các tín đồ của môn thể thao túc cầu giáo. Cùng điểm qua những bàn thắng thuộc hàng hiếm có khó tìm nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Jonathan Caleri, tiền đạo của Boca Juniors, đã ghi được một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử bóng đá. Trong tư thế trống trải, Caleri tung cú dứt điểm mạnh nhưng bị một hậu vệ Kimes cản phá. Ngay lập tức, tiền đạo sinh năm 1993 tung cú đá kỹ thuật theo kiểu Rabona, khiến cho thủ môn và hai cầu thủ Kimes khác chỉ còn biết bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Angel Di Maria cũng là cầu thủ nổi tiếng với những cú Rabona cực đỉnh. Đến bây giờ, sản phẩm của anh trong màu áo của Benfica năm nào vẫn là ký ức khó quên với người hâm mộ. Ở thế buộc phải dứt điểm bằng chân phải, song Di Maria lại dùng chân trái để thực hiện một cú Rabona hạ gục thủ môn của đối phương. Ghi bàn thắng bằng đầu trong bóng đá là điều không quá xa lạ với những cầu thủ. Nhiều người đã thực hiện những siêu phẩm đẹp mắt, chứa đựng nhiều cảm xúc. Cú đánh đầu của Vibersi vào lưới Tây Ban Nha ở World Cup năm 2014 là một điển hình. Làm gì có cầu thủ nào vừa có thể đánh đầu vừa bay như chim thế này được cơ chứ? Đúng là chỉ có người Hà Lan mới làm được. Thủ thành Casillas chỉ biết trố mắt ra mà nhìn bởi không biết là mình đang thi đấu hay là đang xem phim Avenger nữa. Đoạn video dưới đây có thể là khó xem bởi chất lượng tồi, nhưng bạn có thể dễ dàng nhận ra Maradona bởi dáng chạy, kiểu đi bóng quen thuộc của ông. Ở khoảng cách xa như vậy, nhưng huyền thoại người Argentina vẫn đưa ra quyết định táo bạo là dứt điểm bằng đầu. Thủ thành đương nhiên là không thể đỡ nổi trong tình huống này rồi. Bàn thắng giúp Real gỡ hòa ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League vào lưới MU của Ronaldo chỉ là một trong số ít những siêu phẩm bằng đầu đáng nhớ trong sự nghiệp của Ronaldo. Từ quả tạt cụ vào trong, kỹ năng sở trường của Di Maria là rất chính xác và có ý đồ. Đối tác Ronaldo hưởng ứng bằng một cú bật nhảy siêu hạng. Đồng đội cũ Eva bị đánh bại một cách tuyệt đối khi không có nổi một phản ứng nào ở thời điểm Ronaldo bật lên đánh đầu. Pele từng nhận xét như sau về Messi: Messi chỉ chơi một chân, không biết đánh đầu, thua xa Maradona. Có lẽ vua bóng đá phải nên suy nghĩ lại sau khi thưởng thức siêu phẩm này. Tiền đạo nhỏ con này đã đánh bại thủ thành cao gần 2m bên phía MU. Bàn thắng này có ý nghĩa quyết định mang về chức vô địch Champions League thứ 3 trong lịch sử cho đội chủ sân Nou Camp. Thế mới nói, dù bạn không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn là vậy. Bàn thắng từ chấm sút phạt luôn mang lại cảm xúc bùng nổ cho người hâm mộ lẫn cầu thủ thực hiện thành công cú sút. Lịch sử bóng đá thế giới đã sản sinh ra rất nhiều chuyên gia sút phạt với những pha sút phạt đi vào lòng người. Hãy cùng Mr. Zero đến với những chuyên gia sút phạt hay nhất lịch sử bóng đá thế giới nhé. Pha sút phạt kinh điển của Roberto Carlos. Roberto Carlos tạo ra siêu phẩm làm tung lưới tuyển Pháp trong trận giao hữu diễn ra vào năm 1997. Làm thế nào hậu vệ trái người Brazil có thể tạo ra siêu phẩm mà không có ngòi bút hay bất kỳ nhà vật lý nào giải thích được? Thực ra, công thức đằng sau pha sút phạt khiến thủ thành Fabien Barthez chỉ biết đứng nhìn làm nền cho kiệt tác nghệ thuật đó. Không có gì là kỳ bí, tất cả là do may mắn. Khi còn theo nghiệp quần đùi áo số, Maradona nổi tiếng là cầu thủ có kỹ thuật vào hạng thượng thừa. Bên cạnh đó, cậu bé vàng còn là một chân sút phạt có tiếng. Cú sút phạt hàng rào mà bạn được chiêm ngưỡng chính là một trong rất nhiều những cú siêu phẩm của ông.
tiếp ngay sau đây sẽ là những cú ngã bàn đèn cực kỳ mãn nhãn. Tới tận bây giờ, khi nhắc tới siêu phẩm xe đạp chống ngược, người ta vẫn nghĩ ngay đến bàn thắng của Wayne Rooney vào lưới Man City vào năm 2011. Sau khi nhận được đường truyền của Nani, gã Suarez ngay lập tức ngã người móc bóng, biến Joe Hart trở thành gã hề ngoài đường pit. Ở Champions League mùa giải năm 1999-2000, Bresan đã thực hiện cú xe đạp chống ngược vào lưới của Barcelona từ cự ly chừng 25m trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Thế nhưng đó vẫn chưa là xa nhất. Trong trận giao hữu với đội tuyển Anh vào năm 2012, tiền đạo Ibrahimovic đã khiến cả sân vận động ngỡ ngàng khi thực hiện cú xe đạp chống ngược từ cự ly 30m. Sau đó, pha lập công này đã được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất năm. Lionel Messi, David Beckham, Ronaldinho, Francesco Totti đều là những cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, cách họ ghi bàn cũng khiến người ta phải ngã mũ. Sẵn sàng chưa? Vì chắc chắn bạn sẽ ngất ngây với những siêu phẩm lớp bóng ngay sau đây. Hoàng tử thành Rome, Francesco Totti là cầu thủ nổi tiếng với những pha xử lý bóng kỹ thuật và tinh tế. Anh luôn mang lại những giây phút thăng hoa cho khán giả bằng những bàn thắng ngẫu hứng. Cú lướt bóng từ ngoài vòng cấm làm tung lưới Julio Cesar ở mùa năm 2005-2006 là ví dụ điển hình. Bàn thắng của Neymar vào lưới của Villarreal khi còn khoác áo Barca khiến cho bất kỳ khán giả nào cũng phải bật dậy khỏi chỗ ngồi. Anh nhận bóng từ lưới Suarez, tông qua một hậu vệ rồi bắt vô lê khi bóng chưa chạm đất. Vào ngày 18 tháng 8 năm 1996 ở ngoại hạng Anh, mùa giải năm 1996-1997, David Beckham trở thành cái tên được nhắc đến rất nhiều khi anh ghi một bàn thắng ngoạn mục. Trong trận đấu với Wimbledon, sao trẻ MU khi đó nhận thấy thủ môn Neil Sullivan của Wimbledon dâng lên cao quá vạch cầu môn khoảng 7m và anh đã không ngần ngại tung ra cú sút từ giữa sân bay qua đầu thủ môn vào lưới. Sau này, huấn luyện viên Alex Ferguson và rất nhiều nhà chuyên môn khác đều chung nhận định đó là khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao mới trên bầu trời bóng đá thế giới. Sút thôi vẫn là chưa đủ, nhiều ngôi sao còn thể hiện đẳng cấp kỹ thuật bằng hẳn một pha vô lê từ giữa sân. Đây là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử Champions League. Bóng bật ra ngay sau từ tình huống cản phá của Manuel Neuer, vô tình đi đến vị trí của Dejan Stankovic ở giữa sân và ngôi sao người Serbia đã tung chân vô lê thành bàn tuyệt đỉnh. Một cú vô lê thành bàn từ khoảng cách 50m. Với pha dứt điểm này, đúng là có dùng bao nhiêu mỹ từ cũng không thể đủ. Những cú vùng chân sút bóng của Gerrard luôn chất chứa rất nhiều cảm xúc. Bàn thắng vào lưới của Middlesbrough là một ví dụ điển hình. Khoảng cách hơn 30m, trái bóng từ chân Gerrard vẽ nên một quỹ đạo khó tin trước khi nằm gọn trong lưới của đối phương. Tiện thể đang nói đến vô lê, chúng ta hãy cùng điểm lại những tuyệt tác bằng cách dứt điểm này trong thế giới tốc cầu nhé! Sút xa luôn là một trong những vũ khí nguy hiểm của Rooney, đặc biệt là ở thời kỳ anh còn trẻ. Trận đấu với Newcastle năm 2005, tiền đạo người Anh đã làm nức lòng các fan MU bằng một cú đá đại bác từ ngoài vòng cấm địa. Cú sút đã khiến thủ thành của đội khách hoàn toàn bó tay. Tuyệt phẩm được bắt đầu trong tình huống không đánh đầu chuyển bóng nhằm về phía James Rodriguez của Abel Aguila. Tiền vệ mang áo số 10 bên phía Colombia hãm bóng bằng ngực gọn gàng rồi xoay người tung cú vô lê bằng chân trái ngay khi bóng chưa chạm đất từ khoảng cách chừng 25m. Một đường cong tuyệt mỹ được vẽ trên bầu trời của Maracana, trái bóng khẽ chạm những đầu ngón tay của thủ thành Fernando Muslera, dội mép dưới xà ngang rồi nằm gọn trong lưới. Cổ động viên Real Madrid vẫn nhớ như in ngày 15 tháng 5 năm 2002, thời điểm câu lạc bộ con cưng đánh bại Bayern Leverkusen ở vòng chung kết Champions League năm 2001-2002 để lần thứ 9 lên đỉnh châu Âu. Điểm nhấn lớn nhất trận thư hùng đó chính là siêu phẩm volley ấn định tỷ số 2-1 của Zinedine Zidane. Sau đường truyền của Roberto Carlos, pha lập công này luôn được giới chuyên môn đánh giá là bàn thắng đẹp nhất lịch sử ở các trận chung kết cúp châu Âu, nhiều lần lọt vào top những siêu phẩm của thời đại. Pha bóng diễn ra trong trận đấu giữa Chelsea và Newcastle ở Premier League. Quỹ đạo bay kỳ lạ của trái bóng khiến thủ thành Peter Cech phải bó tay dù bay người hết cỡ. Tuyệt phẩm của Cissé đã thực sự kéo sập pháo đài của Stamford Bridge. Messi lại một lần nữa chứng tỏ vai trò người hùng của trận đấu khi từ tình huống tạt bóng bên cánh phải của Daniel Alves, tiền đạo người Argentina, đã xuất hiện rất đúng lúc để dứt điểm cận thành bằng ngực để nâng tỷ số lên 2-1 cho Barca trước đối thủ đến từ Nam Mỹ.
đó cũng là bàn thắng ấn định thắng lợi chung cuộc của trận chung kết cúp vô địch thế giới các câu lạc bộ năm 2009 cho thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Để tạo nên một siêu phẩm thì góc sút vô cùng quan trọng, góc càng rộng, khả năng thành bàn càng cao và ngược lại. Thế nhưng vẫn có những tay săn bàn cho thấy được định nghĩa góc sút thực sự là không có nghĩa lý gì với họ. Hoặc các định luật vật lý đã bỏ qua những siêu phẩm của họ rồi cũng nên. Nói có sách, mắt phải có chứng. Trong những siêu phẩm của Thierry Henry không thể không nhắc đến bàn thắng từ chấm phạt góc năm 2012. Tiền đạo người Pháp tung ra cú sút hiểm hóc đem lại chiến thắng 3-1 của New York Red Bull trước Columbus Crew. Bản năng săn bàn của Henry là điều không phải bàn cãi. Khi bị trung vệ đối phương khóa chặt như thế này, tiền đạo người Pháp vẫn có thể điền tên mình lên bảng điện tử bằng pha giật gót bất ngờ nhưng đầy chuẩn xác. Bàn thắng này thực sự là một cú lừa, trong khi ai cũng nghĩ rằng anh chàng kia bật cao để đánh đầu thì bất ngờ anh ta đổi ý, đánh gót. Có trời mới đỡ được chứ đừng nói là thủ môn. Thêm một pha bét hiu trước như nước cất trong lịch sử bóng đá thế giới. Trong khi chủ nhân của bàn thắng tỏ ra hết sức bình thản thì cả đồng đội lẫn cổ động viên trên khán đài đều ôm đầu vì không tin vào những gì mình đã được chứng kiến. Kể đến những bàn thắng hàng độc, dĩ nhiên không thể thiếu cái tên Ibrahimovic. Trong sự nghiệp của mình, Ibra có một siêu phẩm tuyệt đẹp với cú đá nối ngay trên không, theo phong cách bọ cạp của người đã học võ karate lâu năm. Ở trận lượt về vòng 2 Champions League, Ronaldinho nhận bóng ngoài vòng cấm địa, lắp người làm động tác giả trước mặt ba hậu vệ Chelsea, rồi bất thần xỉ bóng bằng mũi chân từ cự ly là 17m. Bóng đi sắc như dao mổ, đánh bại Peter Cech, thủ môn hay nhất giải Champions League đang đứng sững sờ. Chúng ta vừa có dịp chìm ngưỡng lại những siêu phẩm hiếm có khó tìm trong bóng đá, thật là mãn nhãn đúng không nào? Tuyệt tác nào trong số đó để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ với kênh bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào thú vị của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!